Liên minh châu EU đang cố gắng ngăn chặn sự mở rộng xung đột tại Ukraine. Thông tin do đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell, đưa ra ngày hôm nay. Ông Borrell nêu rõ EU không thúc đẩy chiến tranh, không làm chiến tranh lan rộng và cố gắng ngăn chặn xung đột để không gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Ông Borrell cũng khẳng định EU đã thực hiện các nỗ lực ngoại giao để kết thúc xung đột bằng đàm phán. Hiện lãnh đạo 4 nước Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia cũng đang có chuyến công du tới Ukraine. Dự kiến sẽ có các cuộc đối thoại chi tiết về vấn đề hỗ trợ quân sự của EU với Ukraine.